Xin chào các bạn. Khi còn nhỏ, các bạn ước mơ lớn lên sẽ làm gì? Thảo đã từng ước mơ trở thành một tiếp viên hàng không. Thảo thấy mình là một người may mắn vì được làm công việc mình yêu thích mỗi ngày. Nghề tiếp viên hàng không mang lại cho Thảo kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm và cảm xúc. Thảo nhận thấy rằng là mình đã trưởng thành và hoàn thiện hơn mỗi ngày. Thảo đã được đặt chân đến hơn 16 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngoài cơ hội được khám phá những vùng đất mới, trải nghiệm nhiều nền văn hóa, Thảo còn có cơ hội được gặp gỡ những người truyền cảm hứng sống. Bên cạnh đó là một nhân tố của hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Thảo may mắn được làm nhiệm vụ trên những chuyến bay mang sứ mệnh Việt Nam, như là chuyến bay chuyên cơ cùng chính phủ hoặc là những chuyến bay đưa đội tuyển Việt Nam đi thi đấu. Cái điều rất là may mắn mình được trải nghiệm đó là vinh dự được lựa chọn là một trong những đại diện của Vietnam Airlines tham dự Air Show năm 2019 để nhận chứng chỉ 4 sao lần thứ tư do Skytrax bình chọn. Trong năm nay, năm 2020, mình được xuất hiện trong clip hướng dẫn an toàn bay được phát trên mỗi chuyến bay. Khi đó mình cảm thấy rất là hãnh diện, tự hào nhưng mà cũng đang xen một chút lo lắng. Hơn 3 năm đồng hành cùng Vietnam Airlines, mình đã và đang được sống hết mình, được trưởng thành và cống hiến. Mình trân trọng những giá trị cốt lõi và luôn mong muốn chia sẻ sự say mê lao động và những điều tích cực để lan tỏa tình yêu và truyền cảm hứng. Tôi là Dương Thu Thảo, đến từ đoàn tiếp viên Vietnam Airlines.